cả các bạn đến với kênh của mình. Kênh mình hơn 4,2 triệu người đăng ký rồi. Rất là mừng luôn. Tập hợp team lại đây để hỏi ý coi ngày hôm nay quay video ăn cái món gì. Cơm hải sản, trái cây hay là tôm, cua, gẹ, mực, cái gì đó em nói đi. Em dướng tôm mà sao ăn hải sản được. Em nói thiệt chứ không phải nói xạo, từ khi đi quay phim với anh á, em ngán hải sản lắm rồi. Ngán hải sản thì giờ mình ăn trái cây. Từ khi làm hồ trái cây với lòng đất giờ em còn ám ảnh trái cây nè. Thôi hôm nay mình làm clip ăn giặt đi, bánh mì nướng. Được đó, món này ngon nè, mà trong kênh anh chưa có clip hướng dẫn các bạn làm món này. Bánh mì nướng em thấy người ta bán đầy ngoài đường á. Thề da, cái bánh mì nướng mà được bán ngoài chợ nó chỉ là hàng phách thôi. Ủa, bánh mì nướng bán ở ngoài đường em thấy nó ngon nhưng mà anh còn chê à. Để làm ra được cái ổ bánh mì nướng trong truyền thuyết thì cái khâu chuẩn bị nguyên liệu là cực kỳ quan trọng. Để heo à. Dạ. Đi theo anh mua nguyên liệu. Mình sẽ đi mua nguyên liệu cho anh Vinh nha. Phải. Mày tính đi chợ bằng chiếc xe này hả? Chiếc xe nào? Anh Vinh ngồi đợi mày nãy giờ bên bển kìa. Five minutes later. Những nguyên liệu cần thiết cho bánh mì nướng nha các bạn. Hai cây cọ, một hộp phô mai bự. Bánh mì nướng là cần phải có tương ớt nha. Một chai bự với một chai này. Lấy ba gói xúc xích nha. Mình con này con kia nữa. Vậy đó mới độc đáo chứ. Đem vô trong đi. Nguyên liệu đã chuẩn bị về rồi đó. Ây da, con cua thiệt là bự quá nè. Chưa nướng mà đã thấy thèm rồi. Còn đây là con cá sấu. Con cá sấu cái à. Anh biết được hay cá vậy? Chỉ có con cá sấu cái nó mới có sò ngòi thôi. Đây là con quỷ đó. Đây là con mực ống đó thằng vốn. Con mực ống của người ta đây nè, cái gâu của nó đây nè. Nó nhìn sao ra con quỷ vậy hả? Mấy ổ bánh mì này bự quá sao ăn nổi anh Vinh? Cái thằng bánh bèo này mày ăn không nổi thì chế ăn cho. Bánh mì nướng này cần nhiều nguyên liệu lắm á, anh mua nguyên liệu chưa? Không phải là bánh bao mới có lạp xưởng, mà bánh mì nướng phải có lạp xưởng. Có hành nữa nghe các bạn. Đúng, sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise không thiếu được nè. Tương ớt là bắt buộc phải có. Bơ thịt vật, thịt chà bông. Ai mà ăn thịt chà bông không được á thì giờ ăn gà, thấy không? Gà khô nè. Để nướng được cái bánh mì này thì còn có cái dĩ nướng. Cái lò hôm bữa chưa làm dĩ nướng, giờ mình đi làm nha. Hiểu sao các bạn không chưa coi? Các bạn nhớ vào xem cái clip chế tạo cái lò nướng này nha. Đi, đi. Mình xúc cái để dưới rồi trải một lớp than ở trên để tiết kiệm than mà cái lò vẫn nóng. Mình sẽ lấy cái sắt này làm khung dĩa nướng nha. Mình lấy dây chì này buộc cái lưới vào cái khung. Thế là xong, bây giờ bọn mình sẽ gãy một lớp than lên rồi đem ra ngoài. Chẻ than ra để vô cái lò nha. Than này bạn phải chẻ nhỏ, thiệt nhỏ, lửa nó mới bắt. Bọn mình đang hái củi nè, để họ nhúm than rồi mới nướng bánh mì lên được. Trời ơi, nãy giờ người ta gom củi xong rồi mà chưa chặt than xong nữa. Sao? Bưng cái lọ này ra ngoài nướng ăn. Đi. Đi. Đóng nó lại. Đóng lại. Đúng. Rồi khiến. Đây. 1, 2, 3. Lên. Lấy dây chày buộc tấm lưới vào cái khung. Trong lúc này thì team mình sẽ đổ thịt chà bông với khô gà ra riêng với nhau nha. Đây là hai cái tô à, dùng để một hồi nữa chét lên ổ bánh mì bạn nó mới thơm, mới ngon được. Đâm, rút đổ ra ngoài một cái tô cho anh nè. Cua gà ngon quá các bạn ơi. Cua gà thơm quá. Chút rút ra đi phát. Nếu các bạn muốn ăn cay thì chét nhiều sao tế vào hai mặt bánh mì. Làm bánh mì nướng không yếu mỡ hành. Đi rửa hành rồi phi lên. Cắt bỏ ghế rồi sắc nhuyễn hành ra rồi xong đem đi phi. Trong lúc anh Đại cắt hành phi thì mình sẽ nướng lạp xưởng. Than bây giờ rất là nóng, để bánh mì lên là nó khét liền. Mình đem chút xíu than dịu rồi mình hãy bánh mì lên.
1 hour later. Giờ gắn cái dĩa vô nướng lạp xưởng. Gắn lạp xưởng để vô. Mới đây lạp xưởng nó chín rồi, bây giờ mình sẽ chảo chứ không nó khét. Sắp ra lạp xưởng chín rồi, đưa cái mâm đây. Đổ vô cái mâm đi. Ok. Ba cây cuối cùng. Thơm quá à. Xong. Vô. Cắt lạp xưởng ra, nướng bánh mì dứt. Lấy bánh mì ra ép đây. Nói như là con cá sấu à. Nè, cua nè, cua nè. Đây. Cương lấy con gì? À, con mực đâu rồi? Cái mực đi. Rồi, ép xuống. Cái này. Từ từ. Tiếp theo mình làm gì nữa? Tiếp theo mình sẽ quét bơ lên con cá sấu nha các bạn. Con mực nè, ép đây. Rồi. Nhiều nhiều đi, ngán về bơ thì bao la. Quẹt cho đều nha. Ủa nha, con cái sáu mạnh quét muốn hết rủ bơi của người ta là sao? Bên mình sẽ nướng cái con tê này ăn. Thanh nè, mày đi ra đi. Hồng ghê thiệt. Ây da, gãy cái tay của chế. Vệ sinh an toàn thực phẩm là trên hết. Bưng tao ra đây. Đi. Con cua của mình á. Cắt lạp xưởng thôi nha. Ồ nó thơm nè các bạn ơi. Quá thơm luôn. Lấy sa tế chét vô. Đây cho tới là muỗng đâu? Không có khỏi cần muỗng luôn. Nóng rồi lấy cho anh cây cọ đi. Cây cọ. Chế vô cho con coi nè. Con cá sấu của con ngáo ăn cay nhiều không? Dạ nhiều. Mình sẽ làm con mực nướng siêu cay luôn. Để nhiều sa tế vô mới được. Chắc đi con. Nhiều nhiều Thanh ơi. Ừ. Nhiều nhiều Thanh. Cái giây phút mà từ sáng đến giờ cả team mình chờ đợi cũng đã tới. Đó là ăn. Ăn và ăn thôi. Cho các bạn xem hai cái mâm này là của mình nha. Là một con cá sấu và một con tê tê. Thầy chà. Thiệt là ngon quá đi. Ăn đi mấy đứa ơi. Khách sáo cái gì nữa. Ngon quá. Thì ra đây là món bánh mì nướng trong truyền thuyết của vua đầu bếp à. Hình thức bên ngoài nó rất là quan trọng. Như các bạn nhìn thấy không, cái ổ bánh mì nướng hình con tê tê thấy nó hấp dẫn là tự nhiên ăn ngon rồi đó. Tức là sao, chế vẫn chưa hiểu được cái ý của anh. Nói ví dụ như thế này cho mấy em dễ hiểu nè. Khi chúng ta vào một cái nhà hàng kêu ra một dĩa cơm, chưa biết cái dĩa cơm nó có ngon hay không, nhưng mà thấy người ta trang trí thôi là đã thấy nó ngon rồi đó. Bánh mì nướng này ngon hơn ngoài tiệm nhiều. Quá ngon luôn vậy, cực kỳ ngon luôn. Từ sáng tới giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn, quý vị khán giả, quý vị phụ huynh cái cách chế tạo cái ổ bánh mì nướng trong truyền thuyết ngon mấy đứa. Dạ ngon. Làm sao không ngon được? Thì các bạn yêu thích clip này thì hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông luôn mới được nha. Và hẹn gặp các bạn những video sau đi. Bye. Chứ để tôi đang ăn mà các bạn cứ nhìn hoài, các bạn thèm cũng tội. Mỗi đứa một tờ giấy số, một cam. Thôi phân chia cho nhau ra đi. Mình phải lấy giấy xúc, mình lao nhớt, rồi sau đó mới lấy dầu lửa tẩy thì nó sẽ nhanh hơn. Cam. Cái gì cũng phải từ từ, làm gì gấp dữ vậy nè. Cảm ơn nha. Ê, đi đâu vậy? Dạ đi ạ.